Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với cái loạt bài hướng dẫn về môn Figma. Thì như các bạn đã biết là bấy lâu nay là chúng ta có rất là nhiều các cái công cụ để thiết kế đồ họa, để thiết kế UI UX, thiết kế trải nghiệm người dùng, đúng không ạ? Thì chắc chắn là các bạn cũng đã từng nghe tới các cái phần mềm khác như là Adobe Mail, rồi là Sketch, rồi là DX, đúng không ạ? Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái phần mềm Figma. Thì với cái phần mềm Figma này, nó đang có lẽ là nó nổi đình nổi đám lên trong cái công việc mà thiết kế giao diện, thiết kế trải nghiệm người dùng, đúng không ạ? Cụ thể là gì? Cụ thể là nó là thiết kế app. Thiết kế app, thiết kế website, thiết kế gì landing page. Thì buổi trước mình đã chia sẻ với các bạn làm sao nhỉ? Mình đã chia sẻ với các bạn về cái phần đầu tiên của cái bài thiết kế Figma. Đó là bài 1. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen bài 2. Thì với cái bài 1 thì mình làm được sáng nay và mình đã up lên đây. Đúng không? Mình đã up lên đây nhé. Thì mình đã up lên đây thì các bạn có thể lên mạng, các bạn search, đúng không ạ? Các bạn lên mạng, các bạn search. Tất cả trong cái kênh hướng dẫn của mình có rất là nhiều các cái bài hướng dẫn như là gì nhỉ? Illustrator, Photoshop, Corel, InDesign, thiết kế báo, luật Sagan, môn màu sắc, môn After Effects và Premiere, đúng không ạ? Có tất cả các cái phần mà nâng cao cho đến cơ bản các bạn cũng có thể trải nghiệm. Ở đây thì nhân tiện mình chia sẻ có rất là nhiều các cái bài, kể cả các cái bài thi, kể cả các cái bài thi nhé. Ví dụ như ở đây có cái phần bài thi đầu vào của tập đoàn Trường Hải này. Đây là một cái đề thi đầu vào của tập đoàn Trường Hải thì các bạn cũng có thể theo dõi này, đúng không ạ? Thi ứng tuyển vào đó. Giờ đấy là rất là nhiều các cái bài. Thì những bạn nào mà đang làm quen với công cụ thiết kế yếu phần nào thì các bạn có thể tham khảo phần đấy, hoặc các bạn có thể nhắn tin cho mình, đúng không ạ? Nhắn tin cho mình thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì cái bài đầu tiên nó là bài 1 thì mình đã up lên đây nhé. Mình đã up lên đây thì các bạn có thể xem tham khảo phần bài 1. Nội dung chúng ta sẽ là học gì nhỉ? Các bạn, mình sẽ chia sẻ với các bạn là học từ từ, có nghĩa học từng bước một, học đến đâu chắc từ đấy. Vậy thì không để chờ đợi lâu nữa thì chúng ta bắt tay vào xem là cái bài 2 nó như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì bài 2 của chúng ta gồm những nội dung như sau. Chúng ta sẽ làm chủ với thanh công cụ Figma, đúng không ạ? Di chuyển, chúng ta dùng cái lệnh di chuyển, đúng không ạ? Phóng to thu nhỏ, đúng không ạ? Phóng to thu nhỏ, tạo các không gian làm việc hay còn gọi là frame, đúng không ạ? Cắt các đối tượng, bo góc, đổ màu, hòa trộn, xuất file JPG. Thì đấy là tất cả những cái phần mà chúng ta có thể làm chủ được với lại cái công cụ Figma. Thì công cụ Figma nó giống như các công cụ khác thôi. Khi các bạn làm đồ họa rồi ấy, thì các bạn làm rất là nhàn. Cụ thể như là gì nhỉ? Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ làm quen với cái nhóm công cụ, đó là nhóm công cụ di chuyển và công cụ Sketch. Đó. Thì các bạn nhìn trên màn hình đây nhé, mình đang phóng to nhé. Đúng không? Mình đang phóng to này. Thì cái công cụ di chuyển, chúng ta đã học các môn đồ họa khác như Photoshop, InDesign, Corel và Corel thì nó khác. Và gì nhỉ? Và Illustrator. Thì cái công cụ di chuyển của chúng ta nó đồng bộ, nó là phím V, đúng không ạ? Như các bạn nhìn thấy đây, thì chúng ta đây là cái giao diện nhỉ, đúng không? Thì chính là cái phím V, đúng không? Đây là cái phím V này, các bạn nhìn này, cái phím V là cái phím di chuyển, đúng không? Cái phím V ở trên thanh công cụ này, đây là thanh công cụ nhé, mình cứ gọi là thanh công cụ. Thì cái phím V nó là cái phím di chuyển, dùng để làm gì? Dùng để lựa chọn đối tượng và di chuyển. Có thể làm sao nhỉ? Trong trường hợp đó có thể di chuyển cả một cái page, đúng không ạ? Cả một cái gì nhỉ? Cái frame, đúng không ạ? Ta muốn di chuyển cái nào, ta bấm vào nó, đúng không ạ? Và chúng ta kéo nó đi, đúng không ạ? Đó, các bạn thấy không? Mình sao mình vừa di chuyển đó, chúng ta chọn nó này, ta bấm đi, đúng không ạ? Hoặc là ta bấm vào đây, ta kéo cả cụ. Nếu như chúng ta muốn di chuyển đối tượng nào đó thì chúng ta bấm vào nó,
đúng không? Hai là chúng ta muốn di chuyển cả cụm, ta bấm vào cái chữ home này. Đó, ta bấm vào cái chữ này này. Đấy. Thì các bạn có thể là sao này? Di chuyển cả cái frame này đi, đúng không? Chọn nó di chuyển đi. Đó. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sao chọn đối tượng chúng ta di chuyển. Hoặc là tương tự bây giờ một cái mới nhé, một cái mới như này. Đúng không ạ? Các bạn nhìn đây là cái mới này. Thì chúng ta đang dùng cái công cụ di chuyển, phím tắt là phím V. Chọn nó này, kéo sang một page, một object khác hay là một cái gì nhỉ? Một cái frame khác. Ta kéo sang, đúng không ạ? À, tương tự như thế. Cái phím này, chúng ta làm sao nhỉ? Cho phép chọn các đối tượng. Vậy ta bấm vào cái X13 này. Ta kéo ta di chuyển. Đó, các bạn nhìn không? Thì đấy là cái công cụ di chuyển. Tiếp đến nó còn có một cái công cụ, đó là công cụ gì nhỉ? Scale đúng không? Thì phím tắt là phím K này. Ở đây các bạn nhìn nhé, bây giờ mình sẽ vẽ lại này. Mình sẽ vẽ một cái hình như này. Đúng không ạ? Và khi mình vẽ đây là mình bấm vào cái hình này nhé, mình vẽ này. Và mình bấm vào cái công cụ di chuyển vẽ. Vậy thì các bạn nhìn thấy này. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây chúng ta có cái công cụ di chuyển. Đúng to nhé. Vậy thì mình đang dùng cái công cụ phím tắt là phím V đúng không ạ? Mình kéo nó một chiều này này. Kéo to, kéo nhỏ, kéo tự do thoải mái đúng không ạ? Kéo to, kéo nhỏ, kéo tự do thoải mái. Vậy thì còn đấy là cái công cụ phím V đúng không ạ? Vậy thì cái công cụ phím K nó là gì? Cái K nó là cái chức năng này. Đúng không ạ? Bấm vào nó có kéo tự do. Bấm vào phím K nhé. Đấy ạ. Chúng ta bấm vào phím K nó chỉ cho phép các bạn làm sao nhỉ? Kéo đều góc thôi ạ. Cái công cụ phím K đây này, cái công cụ phím K scale đó, nó chỉ cho phép các bạn làm sao nhỉ, chọn cái góc này và các bạn phóng to thu nhỏ, chọn cái góc phóng to thu nhỏ, chọn cái góc phóng to thu nhỏ. Đấy, đấy là cái công cụ phím K nhé các bạn. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn cái công cụ frame và công cụ style. Hai cái công cụ này mình sẽ nói sau, cái công hai công cụ này mình sẽ nói sau. Chúng ta tiếp tục nói về chức năng này. Đây thì chúng ta sang về cái phần công cụ frame và công cụ design. Thì như các bạn biết đấy, ở đây chúng ta các cái khuôn hình này này, mỗi một phần mềm nó gọi một cái tên khác nhau. Ví dụ như các bạn học về Photoshop đúng không ạ, thì các bạn gọi hay gọi là trang giấy hay vùng làm việc. Các bạn học về Illustrator thì chúng ta gọi là Upward đúng không ạ? Thế còn các bạn học về InDesign thì chúng ta lại gọi một kiểu đúng không? Chúng ta cũng InDesign chúng ta cũng gọi là làm sao nhỉ? Frame đúng không ạ? Vậy thì với cái phần này chúng ta cũng gọi là frame đúng không ạ? Thì phím tắt nó là phím gì nhỉ? Đây, phím tắt là phím F đúng không? Phím tắt là phím F là chúng ta làm sao nhỉ? Là cái frame. Thì cái frame bản chất nó khi mà các bạn bấm phím F này, nó sẽ sổ ra một loạt các cái trang các bạn. Ví dụ như đây chúng ta nói về cái bảng chẳng hạn đúng không ạ? Đó. Thì nó có rất nhiều, ví dụ như iPad Pro 11 đó. Đó. Hoặc là tương tự chúng ta làm sao nhỉ? Đã, nhấn phím F. Ta có thể làm sao nhỉ? Trang giấy này. Đồng hồ này. Đó. Đấy, thì có rất là nhiều. Đúng không ạ? Hoặc là các bạn cũng có thể thiết lập ở trong này. Thiết lập ở trong này. Khi mà các bạn bấm vào cái phím F này nhé, các bạn nhìn này. Khi mà các bạn nhấn vào phím F, đúng không ạ? Các bạn nhấn vào phím F thì chúng ta nó sang cái phần frame, nó auto sang cái phần frame. Thì trong cái phần frame nó có rất là nhiều, ví dụ như iPhone 13, iPhone này. Đó. Có rất là nhiều các thông số rồi các bạn lựa chọn cái vùng làm việc ấy, chúng ta gọi là cái frame nó, cái vùng làm việc. Thì có rất là nhiều, các bạn có thể thiết lập bởi vì nó ra nhá, nó thiết lập cho sẵn cho chúng ta kích thước ở đây rồi. Chúng ta chỉ được chọn nó chuẩn thôi ạ. Presentation các bạn thuyết trình này đúng không ạ? Watt là đồng hồ đúng không? Paper là cái phần trang, trang A4, trang A5 đúng không ạ? Đó. Social media thì ví dụ như Twitter này đúng không ạ? Facebook này. Facebook cover này. Chúng ta có thể làm cả cái cover Instagram này đúng không ạ? Có rất là nhiều. LinkedIn này. Đó. Figma này. Banner này. Icon. Đó. Google này. Thì trong cái phần này các bạn lưu ý ấy, đúng không? Các bạn có thể lưu ý các bạn tùy chọn là những cái trang này để làm sao để các bạn có một cái vùng làm việc cho nó hiệu quả, đúng không? Thì đấy, đây chính là cái công cụ phím F, nó tạo ra cái frame đúng không ạ? Tạo ra cái frame.
tạo ra chức năng F này, phím tắt là F, tạo ra các trang mẫu để làm việc, ví dụ như giao diện website iPhone nhé, thì đấy là cái phần phim. Tiếp đến là trong cái quá trình mà chúng ta làm ấy, chúng ta có thể bo góc cái đối tượng hoặc là bo góc cái phim. Vậy bây giờ các bạn nhìn này, cụ thể cái phim này nhá, đúng không, ta zoom to này, ta nhấn phím Z đúng không, bấm vào ta zoom to này, thì cái hình này của các bạn nó đang làm sao nhỉ, đang rất là sắc nét ở cái phần góc đúng không. Vậy thì các bạn có thể chọn nó này, các bạn chọn nó thì trong cái phần này của chúng ta nó có một cái số cái thuộc tính, đó là sao nhỉ, bo góc này. Ví dụ mình để khoảng 20, enter này, enter đúng không? Đó, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ thì cái phần góc của chúng ta làm sao này, nó đã bo lại. Đó, nó đã bo lại. Vậy thì đấy là cái phần chúng ta bo cái góc. Đây, tại sao mình phải làm ra một cái slide như này này, thay vì mình không hướng dẫn trực tiếp ở trên cái phần mềm này, đúng không? Thay vì mình không hướng dẫn trực tiếp trên cái phần mềm và mình phải tạo ra cái slide. Bởi vì sao? Bởi vì có thể mình nói nó nhanh, đúng không? Có thể là nó nhanh. Những bạn đã biết sơ sơ rồi thì không nói. Còn những bạn làm sao nhỉ? Chưa biết thì chúng ta, các bạn có thể nhìn vào cái slide này, đúng không? Thì chúng ta có cái phần thay đổi kích thước trong cái phần frame này, cụ thể nhé. Cụ thể là cái thanh này. Ta bấm vào cái frame này, đúng không? Chọn vào nó này. Mình chọn vào cái frame này nhé. Các bạn nhìn thấy cái thanh, cái thông số này này, ở bên trái của các bạn, thì chính là cái thanh này. Thì đây là sao? Di chuyển tới một độ nào đó. Có nghĩa chúng ta di chuyển một góc độ nào đó. Hoặc đây là chiều rộng đúng không? Các bạn chọn cái thay đổi. Đây là chiều ngang, cao đúng không? Và các bạn để ý, đây nó có cái biểu tượng cái khóa này. Cái khóa này là khóa tỷ lệ. Vậy bây giờ mình khóa tỷ lệ, mình kéo thử này. Đó, đúng không? Mình khóa tỷ lệ, mình kéo thử đúng không? Đó, bây giờ mình kéo đều chẳng hạn đúng không? Thì đấy là cái gì nhỉ? Cái công cụ khóa đối tượng đúng không? Đó. Và ở đây nó còn có cái chức năng là bo góc. Ta bấm vào nó nhé. Hiện tại thì đang bo góc này, đúng không? Bây giờ mình bấm lại này. Mình để 0 nhá, enter. Và mình chọn nó, mình bấm vào đây. Ví dụ chỗ này mình để 10 chẳng hạn, enter này. Xem là nó bo góc nào. Đấy, các bạn nhìn này, nó chỉ bo một góc. Vậy thì ta bấm vào đây, ta cũng để 10 này, enter. Các bạn sẽ thấy là hai cái góc này nó bo. Hai cái góc này nó đang bo lại, đúng không ạ? Thì đấy là làm sao nhỉ? Bo theo một cái góc nào đó. Ngoài ra thì chúng ta trong cái quá trình mình chúng ta làm, chúng ta vẽ, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể bật cái lưới lên. Các bạn nhìn thấy cái phần layout guide này, đường guide này. Đó. Chính là cái phần lưới chúng ta bấm vào, ta bật lên. Mục đích của cái việc bật lưới này để chúng ta vẽ các chi tiết cho nó dễ. Bây giờ ta bấm zoom vào đây. Sau đó thì ta nhấn phím gì nhỉ? Ta nhấn phím R đúng không? Ta vẽ một cái hình này, bắt dính đúng không? Thì chúng ta sao? Ở đây chúng ta chia lưới ra thì chúng ta. Còn nếu chúng ta không thích nữa đúng không? Nếu các bạn không thích nữa thì các bạn có thể tắt cái phần này đi đúng không? Các bạn có thể tắt cái phần gai đi, phần đi đúng không? Thì ta thoải mái. Rồi tiếp đến là chúng ta này, đúng không? Bật lưới lên để làm sao nhỉ? Vẽ nó chính xác hơn. Thì các bạn vừa nhìn này, người ta chọn vào cái gì nhỉ? Chọn vào cái frame này đúng không? Và ta bấm vào cái phần gai, mình làm lại nhé. Chọn vào cái phần frame này và ta bấm vào cái phần gì nhỉ? Phần gai đây. Ta chọn vào cái frame này nhé, các bạn để ý này. Chọn vào cái frame này này, bấm vào đây nó mới hiển thị ra nhé. Và ta bấm vào đây ạ, đúng không? Ta bấm vào cái dấu cộng này, đó. Thì nó sẽ ra cái gai này. Các bạn có thể tắt bật đi, nó giống nhắm mắt, giống layer đó. Tương tự như thế, đúng không? Tương tự như thế thì chúng ta cũng có thể làm các cái phần khác, đúng không? Đây. Tương tự như thế, cái page này cũng thế, chúng ta chọn nó này. Ta có thể bật nó lên, đúng không? Rồi, đó. Tiếp đến là cái phần mà chúng ta phải làm chủ với quá trình mình thiết kế. Khi mà mình thiết kế đấy, mình thiết kế là mình phải phóng to thu nhỏ được màn hình, đúng không? Mình phóng to thu nhỏ được màn hình. Thì như các bạn biết ở đây, mình đang phóng to này để các bạn xem được đúng không? Vậy mình muốn thu nhỏ lại.
Mình muốn thu nhỏ lại thì mình nhấn gì? Ctrl trừ đúng không? Mình muốn thu nhỏ thì nhấn Ctrl trừ và mình phóng to thì Ctrl cộng. Đó. Hoặc là các bạn có thể nhấn phím Z trên bàn phím, nhấn phím Z và bấm vào một điểm kéo như này. Đó. Bấm vào một điểm kéo này. Và muốn thu nhỏ chúng ta lại nhấn Ctrl cộng trừ đúng không? Ctrl thì cái Ctrl trừ này này nó sẽ là thu nhỏ đối tượng và Ctrl cộng phóng to. Ngoài ra trong cái quá trình mình vẽ mình làm ấy, đúng không? Đây, ví dụ mình làm như này đúng không ạ? Mình làm xong như này. Mình muốn xem các page khác. Mình có thể nhấn phím H. Đúng không? Các bạn có thể nhấn phím H này. Cái phím H này nó cho phép các bạn sao nhỉ? Chọn di chuyển đối tượng. Đó. Chọn di chuyển đối tượng. Đấy. Chúng ta có thể chọn phím H và di chuyển đối tượng. Đúng không ạ? Di chuyển cái màn hình này. Xin lỗi các bạn là chọn phím H để di chuyển màn hình. Để xem những cái chỗ mà chúng ta cần làm sao? Điều chỉnh. Đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái mà cái phím H của chúng ta dùng rất là nhiều nhé. Các bạn chọn nó này, di chuyển màn hình. Rồi, tiếp theo là chúng ta học sang cái phần gì nhỉ? Các chế độ hòa trộn. Thì các bạn học Photoshop rồi đúng không? Các bạn học Photoshop, các bạn học Illustrator. Thì các phần mềm InDesign nó cũng đều có các chế độ hòa trộn kể cả như After Effects. Vậy thì hòa trộn ở trong các phần này nó như thế nào? Vậy thì chúng ta hòa trộn như sau, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ chúng ta có cái hình này nữa. Đây là mình nhóm ví dụ này, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn nào. Bây giờ cụ thể bây giờ mình sao nhỉ? Mình kéo một điểm này ra các bạn sẽ thấy ạ. Nó làm sao nhỉ? Cái hình này đang được hòa trộn đúng không ạ? Ở chế độ gì nhỉ? Đó, đang được hòa trộn ở chế độ này. Đó, các bạn nhìn này này. Nó đang ở fill 50% này, này đúng không? Vậy thì tương tự như thế cái hình này. Mình sẽ vẽ một cái làm sao nhỉ? Vẽ một cái hình này đây đúng không ạ? Nhấn phím L ta vẽ này. R chúng ta vẽ lên cái hình này. Rồi ạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ đổ màu cho nó, đổ màu đỏ cho nó. Rồi ạ. Chúng ta đổ màu đỏ cho nó. Thì các bạn nhìn thấy ở trong công cụ của chúng ta có một cái lệnh đó là lệnh layer. Cái lệnh layer. Và cái biểu tượng 100% và biểu tượng con mắt chúng ta bấm vào đây ạ. Bấm vào overlay đúng không ạ? Cái này nó như Photoshop thôi. Chúng ta có thể là để gì darken đúng không ạ? Nếu ta không thích cái màu này nữa ta xóa đi, ta kéo cái điểm ra đây để sang này. Đó, đấy, chúng ta có thể để như thế đúng không ạ? Cũng khá hay đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể làm sao nhỉ, chuyển các cái màu khác. Đó, ví dụ thì tím hồng tùy cam lục lam chẳng tím mình để màu này nhỉ, đúng không ạ? Thì chúng ta hoặc là chúng ta có thể để lighten, chúng ta có thể để gì overlay, chúng ta có thể để gì hue đúng không ạ, chúng ta có thể để multi đó. Và ở đây chúng ta có cái này nó gọi là cái gì nhỉ, giống như opacity đúng không ạ, chúng ta có thể gõ cái thông số ở đây, ví dụ mình để sao nhỉ 50% enter rồi, hoặc là chúng ta có thể vẫn cứ để 100% đây và gõ đây 50% enter. Đó. Thì đấy là cái cách mà chúng ta tạo ra làm sao nhỉ? Tạo ra cái chế độ hòa trộn. Đúng không ạ? Cái chế độ hòa trộn nó không khác gì trong Photoshop và Illustrator. Các bạn đã học những cái nền tảng thì các bạn làm rất là dễ. Đúng không ạ? Ngoài ra thì ở trong cái cụm thông tin đó mình hướng dẫn thêm, ví dụ tắt bật cái mắt này, các bạn nhìn này, tắt bật cái mắt thì nhá. Thì làm sao nhỉ? Là bỏ đúng không? Ẩn đi, chúng ta tắt cái mắt đi thì nó ẩn lại đúng không? Hoặc là choker là cái phần viền, effect là cái hiệu ứng và export là cái phần xuất file. Đó. Tương tự, chúng ta chuyển sang cái phần khác. Chúng ta sang cái phần là cắt đối tượng style. Thì cái công cụ này nó giống hết Photoshop này nhỉ? Cái công cụ này rất giống Photoshop, đúng không ạ? Ở đây nó rất giống Photoshop. Là sao chọn công cụ cắt, đúng không ạ? Vậy thì các bạn nhìn ở màn hình này. Đó. Cụ thể là bây giờ chúng ta có cái frame này. Bây giờ nhỉ, chúng ta muốn cắt cái đối tượng này, đúng không? Đấy nhé, mình bấm vào cái công cụ S nhé, size này, bấm vào đây. Và sổ nó xuống, bấm vào công cụ S. Sau khi mà chúng ta bấm vào nó, ví dụ mình muốn cắt cái frame này không rồi này, đúng không? Bấm vào đây ạ, ta chọn một điểm này. Đây, kéo một điểm như này, điểm này. Rồi ạ, đó. Thì chúng ta sẽ cắt từ một cái. Tương tự như thế, ta lại bấm vào đây, ta lại cắt cái điểm này chẳng hạn, ví dụ thế nhá. Đó,
Ví dụ là chúng ta muốn cắt cái điểm này. Rồi. Và tương tự như thế, chúng ta cũng lại bấm vào đây ạ. Đó. Rồi. Và chúng ta lại bấm vào đây. Ta cắt cái mục tiêu mà chúng các bạn cắt cái này này. Để làm gì nhỉ? Để cho mấy ông lập trình ấy, mấy các bạn làm về code ấy, các bạn có thể xuất được cái file. Vậy sau khi mà chúng ta làm sao nhỉ? Đúng không? Sau khi mà các bạn cắt xong. Đó. Chúng ta cắt giống hệt như là gì? Photoshop thôi ạ. Tương tự như thế chúng ta ở đây mình lại cắt cái này nhá. Nhấn phím C đây. Ta cắt ở đây, chọn là này. Cố gắng bắt nét cho nó chuẩn nhá. Đó, bỏ vào đây ta cắt. Rồi. Và cái này cũng tương tự. Đúng không? Chúng ta nhấn phím S ta bấm vào đây. Mình cắt đây đúng không? Rồi ạ. Và sau đó thì các bạn lại bấm vào cái công cụ di chuyển này. Chúng ta ở đây các bạn nhìn này. Ở đây nó có cái chế độ là export. Export. Thì cái chỗ này, chế độ này mục đích làm gì nhỉ? Để xuất các file. Ở đây nếu như có cái phần 1x nhỉ? Nếu như các bạn muốn xuất thì làm sao nhỉ? 1x thì các bạn để 1. Ví dụ như là chúng ta ví dụ có một cái kích thước là 5 phân. Chúng ta muốn xuất 5 phân thì cứ để 1. Còn nếu các bạn muốn xuất thành 10 phân, các bạn có thể để ở đây là 2x. Đúng không? Còn chỗ này là phần đặt tên. Vậy bây giờ mình sẽ để trang web chẳng hạn. Mình sẽ gõ vào đây là trang web nha. Đúng không? Mình thu nhỏ lại cái này một chút này. Đấy, ví dụ mình sẽ cắt vào đây trang. Đó. Rồi. Tiếp đến ở đây chúng ta có một vài định dạng. Thì thông thường những bạn mà làm về web họ sẽ làm sao nhỉ? Xuất bằng file PNG và file SVG. Đúng không? Chúng ta có thể xuất file JPG và PDF để cho làm sao khách hàng của bạn xem, đúng không? Và bây giờ chúng ta export này. Chúng ta bấm vào đây nha. Chúng ta có 6 cái size cắt. Thì các bạn làm sao nhỉ? Nó đang làm sao nhỉ? Nó đang xếp đó và bây giờ nó xuất ra đây rồi ạ. Nó đang hỏi đường dẫn. Bây giờ mình sẽ tạo một cái folder như này. Đúng không? Ta nhấn OK, save. Vậy mình kiểm tra xem nó xuất được chưa nhé. Mình kiểm tra xem là nó đã xuất được chưa. Và bấm vào đây, desktop đây. Đúng không? Hiện tại thì nó xuất được như này. Đó. Hiện tại là nó vừa giờ mình cắt một cái mà. Đúng không? Tương tự như thế. Đúng không? Bây giờ ví dụ như cả cái cụm này chẳng hạn. Mình nhấn Ctrl A đúng không? Mình export nào. Export này. Đó, export. Bây giờ mình để 1 thôi nhá. Export 16 layer có nghĩa là sao nhỉ? Ta xuất 16 cái phần layer. Bây giờ mình để banner này. Ví dụ thế nhá. Rồi ạ. Thì các bạn chờ này, chờ nó đang xuất này. Nó yêu cầu chúng ta save file lại. Save file lại. Đúng không ạ? Thì với cái phần mềm này nó chạy khá là nhanh. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi cái cấu hình máy của các bạn nó cũng phải tương đối. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta xem nó. Đó, các bạn nhìn này. Nó đã xuất làm sao nhỉ? Cho chúng ta rất là nhiều. Đó. Các bạn nhìn này. Đây là mấy cái mà mình vừa mới cắt này. Đúng không? Mấy cái mình vừa cắt này. Đúng không? Thì những cái phần nào chúng ta cần xuất thì nó đều tách cho chúng ta. Đúng không? Đều tách cho chúng ta. Thì đấy là một số các thuộc tính mà sao nhỉ? Chúng ta nên biết và chúng ta cắt. Đúng không? Chúng ta nên biết và chúng ta cắt. Cụ thể ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chỗ này đúng không ạ? Nó xuất riêng này. Đúng không? Chỗ này là xuất riêng này. Đó, xuất riêng. Xuất riêng. Thì cái chỗ này này. Đúng không? Là nó tạo ra một cái page trước rồi. File PNG mà. Đúng không ạ? Đó. Thì khi mà các bạn làm, các bạn sẽ làm nó tương tự như thế. Chúng ta xuất các cái file ra. Chọn tất cả các file này. Đúng không? Đó. Bây giờ mình tạo ra sao nhỉ? Bây giờ mình cắt cái đoạn này đúng không? Bây giờ mình không nữa, Ctrl Z lại nhá. Hoặc mình bấm vào đây. Bỏ nó đi đúng không? Xóa đi thôi. Đúng không? Xóa đi này. Chọn nó là xóa đi như bình thường. Chúng ta chọn nó ta xóa đi. Bởi vì vừa giờ ta làm sao nhỉ? Bây giờ ta tạo ra nó. Bây giờ mình sẽ xóa cái phần gì nhỉ? Cái phần crop đi. Đúng không? Ta không ấy thì ta sẽ chọn là ta xóa đi đúng không?
Cái file này nó khá nặng cho nên là máy mình nó hơi treo một tí. Rồi, chúng ta nhìn phím Z ta bấm vào nó, zoom to lên. Chỗ này ta chọn là ta xóa đây này. Đấy đúng không? Tương tự như thế. Chúng ta nhấn phím cái gì? Chúng ta nhấn phím S đúng không? Những cái chỗ nào không ấy thì ta xóa đi. Hoặc là ta chuyển nó về chỉ V. Xóa như bình thường đúng không? Đó. Bỏ cái này ra. Chọn lại cái này. Kéo này ra đúng không? Kéo này ra. Đó. Thì đấy là những cái phần mà chúng ta lưu ý. Sau cả hai cái cụm này chẳng hạn, chúng ta căn chỉnh lại này đó, đúng không ạ? Bấm vào đây chúng ta căn chỉnh lại đúng không? Rồi. Ở đây thì cái căn giữa này đúng không? Chọn hai cái căn giữa này rồi đúng không? Tương tự cái này thì chọn cả hai cái, chúng ta căn trái và bấm đây chúng ta sẽ được căn giữa. Rồi thì đấy là cái phần cắt các cái hình nhá. Thì có rất nhiều cái tài liệu cho các bạn tham khảo đúng không? Thì chúng ta sẽ cắt các cái hình đấy, thông thường đây là cái tỷ lệ như mình vừa nói này, đã định dạng file này đúng không? Ở đây nó có cái phần là chỉ xuất content hay xuất tất cả các phần layer đúng không? Thì các bạn có thể làm sao nhỉ, chọn nó đúng không? Ở đây mình làm lại chỗ này zoom to một tí này, có thể làm sao nhỉ, mình zoom to chỗ này lên đó. Vậy bây giờ mình lại nhấn phím S gì đúng không? Mình tạo ra cái khuôn hình này. Đó, mình tạo khuôn hình này. Rồi ạ. Thì các bạn nhìn thấy ở chỗ này có phần export đúng không ạ? Chúng ta bấm vào đây. Đúng không ạ? Thì ta tích vào đây này. Thì nó sẽ xuất ở trên cái phần layer đúng không ạ? Ta bỏ đi thử xem nào nhá. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ để 1111 này. Export này. Xem chúng ta sẽ xem nó khác như nào. Rồi. Xin lỗi các bạn thì rồi, vậy chúng ta có cái hình này. Vậy bây giờ mình sẽ để làm sao nhỉ? Shape này. Chúng ta sẽ xem cái thành phẩm nó như nào. Bây giờ cái 111 đây. Các bạn nhìn này, nếu mà ta tách cái đấy à thì nó chỉ xuất cái này thôi nha. Và tương tự như thế bây giờ chúng ta làm sao nhỉ? Bấm vào lại nó. Ví dụ bây giờ mình muốn xuất riêng cái phần này, chúng ta nhấn phím S này. Ta bấm vào đây ạ. Rồi ạ. Vậy thì bây giờ ta lại export này. Ta bấm vào cái chỗ này. Tích vào nó. Trong trường hợp này ta ấy 2222 chẳng hạn. Export. Chúng ta sẽ xem nó như nào nhé. Xem nó nào. Đúng không ạ? Rồi. Nó sẽ chạy ra cái bản này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có một cái 2222. Đây. Các bạn nhìn thì nhìn thấy ạ. Mình vừa mới ra xuất cái file này đó. Thì bây giờ chúng ta ra. Bây giờ mình làm chỗ này nó không kỹ này. Các bạn nhìn này, zoom to nhá. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải zoom to lên. Chọn nó vào. Đúng không ạ? Cái phần này ta xóa đi này. Rồi. Đó. Kéo nó vào đây đúng không ạ? Rồi ạ. Thì đấy là cái phần mà xuất đúng không ạ? Thì tổng kết của cái bài 2 này. Đúng không ạ? Tổng kết của cái bài 2. Chúng ta làm sao nhỉ? Biết được là cái phí. Làm chủ các thanh công cụ. Đúng không ạ? Cái bài 2 thì chúng ta làm chủ các thanh công cụ, ở đây cụ thể là chúng ta làm quen với công cụ di chuyển đúng không ạ? Và công cụ scale. Thì mình nhắc lại, công cụ di chuyển này là chọn đối tượng và di chuyển, công cụ scale này là sao? Phóng to thu nhỏ đối tượng. Tiếp đến là công cụ frame là tạo vào cái khuôn hình, tạo cái frame. Công cụ size này dùng để cắt ảnh. Đó. Thì đấy là cái gì? Cái thanh công cụ. Tiếp đến là đây nhỉ? Tạo cái không gian làm việc chỉ tính là cái frame đúng không ạ? Cái frame tạo cái không gian làm việc chính là cái phím tắt là phím frame này. Và khi ấn vào phím frame này nó sẽ sổ ra chúng ta các cái bảng này, các cái bảng này để cho các bạn làm sao nhỉ, có thể hiệu chỉnh, có thể tùy chỉnh. Ngoài ra thì chúng ta làm sao nhỉ, bò góc đúng không, đổ màu, hòa trộn, xuất pha. Đó, bò góc chúng ta thấy rồi, đổ màu thì dễ thôi, đổ màu chúng ta chọn cái đối tượng này thôi đúng không. Thì đây chúng ta có cái phần màu, chúng ta có cái phần màu, ta bấm vào nó, ta đổ màu, chọn đối tượng nhá, bấm vào fill này, ta đổ màu. Đó. Thì đấy là cái phần sao nhỉ của cái buổi học hôm nay.
Thì cái bài này tương tự như những bài trước mình sẽ up lên đây. Bài này tương tự như bài trước mình sẽ up lên đây nhé. Thì các bạn làm sao nhỉ? Các bạn xem, các bạn thấy hay thì mình sẽ nhờ nhờ các bạn làm sao nhỉ? Nhấn like, comment và có thể là share về. Đó. Thì một lần nữa thì mình mong muốn là khi các bạn xem ấy, các bạn chịu khó làm sao nhỉ? Ghi lại. Bởi vì các bạn vừa ghi vừa thực hành thì các bạn mới nhớ. Còn các bạn chỉ xem thực hành thì ngày mai các bạn quên mất nhé. Thì chúc các bạn có cái hành trang tốt nhất trong cái gì, cái lộ trình để các bạn đi làm sau này. Và nhờ các bạn nhấn subscribe, nhấn đăng ký kênh theo dõi của mình nhé. Thì mình sẽ ra những cái video mới các bạn có thể xem được ngay. Cảm ơn và chào các bạn.